Sách Dân Số chương 25. Israel tại Peor. Khi chúng ngụ tại Sittim, dân Israel bắt đầu dâm đãng với gái Moab. Bọn này rủ rê dân thờ cúng các thần của chúng. Dân đã ăn uống và thờ lạy các thần của chúng. Israel bán mình cho Baal Peor và Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đem tất cả các thủ lãnh của dân ra ngoài nắng mà treo lên trước mặt Đức Chúa, để Đức Chúa nguôi cơn thịnh nộ với Israel. Ông Môsê nói với các thẩm phán: Mỗi người trong anh em hãy giết những kẻ đã bán mình cho Baal Peor. Bỗng một người trong số con cái Israel xuất hiện, dẫn theo một gái Madian về nhà, ngay trước mắt ông Môsê và toàn thể cộng đồng con cái Israel lúc ấy đang khóc lóc tại cửa lều hội ngộ. Thế vậy, ông Pinchas, con của Elada, cháu tư tế Aharon, liền đứng lên giữa cộng đồng, cầm một chiếc giáo trong tay, đi theo người Israel vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, cả đàn ông Israel và mụ đàn bà kia ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe dọa con cái Israel. Số người chết trong tai ương đó là 24.000. Đức Chúa phán bảo ông Môsê rằng: Pinchas, con của Elada, cháu tư tế Aharon, đã ngăn ta chút cơn phẫn nộ xuống con cái Israel, khi nó cũng nổi ghen như ta, chống lại bọn người kia. Vì vậy, ta không tiêu diệt con cái Israel trong cơn ghen của ta. Cho nên, người hãy bảo nó: Này, ta ban cho nó giao ước bình an của ta đối với nó, cũng như con cháu nó sau này, đó sẽ là giao ước đảm bảo cho nó chức tư tế đời đời, bởi vì nó đã nổi ghen cho Thiên Chúa của nó và làm cho con cái Israel được xá tội. Người Israel đã bị đâm cùng với người đàn bà Madian tên là Dimri, con của Salu, đứng đầu một gia tộc thuộc Simeon, và người đàn bà Madian bị đâm tên là Cốt Bị, con gái ông Sua. Ông này là thủ lãnh các dòng họ một gia tộc Madian. Đức Chúa phán bảo ông Môsê rằng: Hãy tấn công quân Madian và giết chúng đi, vì chúng đã tấn công các ngươi và dùng mưu mô quỷ quyệt đối với các ngươi trong vụ Peor và vụ Cốt Bị, con gái một thủ lãnh Madian, chị em của chúng, đã bị đâm chết ngày xảy ra tai ương trong vụ Peor.